Chiều ngày 16 tháng 11, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế xã hội, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đã trả lời các vấn đề liên quan đến việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bởi cùng 21 nhà xe khác. Ông Hải nêu rõ, theo Nghị định số 12 2020 nđ quy định thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn một trong các trường hợp: cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải, sửa chữa hoặc làm sai lệch dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe trước, trong và sau khi chuyển dữ liệu. Khi cơ quan ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 7 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp lại giấy phép kinh doanh, phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp giấy. Đơn vị kinh doanh vận tải phải dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải ngay sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực. Trường hợp cấp lại giấy phép kinh doanh do bị thu hồi thì đơn vị vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh và tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm. Ông Hải cho hay trong quá trình kiểm tra nhà xe Thành Bưởi thì có hai nhóm xử lý vi phạm. Một là xử lý vi phạm theo nghị định 100 về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Thứ hai là xử lý vi phạm theo nghị định 10. Giải đáp câu hỏi của phóng viên, ông Hải cũng chia sẻ công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi sau khi khắc phục hết vi phạm vẫn có thể đăng ký hồ sơ để được cấp lại giấy phép kinh doanh. Trước đó, qua thanh tra Nhà xe Thành Bưởi có hàng loạt vi phạm về quản lý phương tiện, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh từ camera, quản lý lái xe, hợp đồng vận chuyển. Do đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Quyết định có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 2023.